Bạn dẫn lối cuộc sống của mình. Số phận không phải chuyện ngẫu nhiên, đó là do lựa chọn. Bạn dẫn lối cuộc sống của mình, mọi điều bạn trải qua trong cuộc sống đều là kết quả của những gì bạn đã cho đi trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình, bất kể bạn có nhận ra hay không. Cuộc sống không tự nhiên xảy đến với bạn, cuộc sống diễn ra theo ý bạn. Số phận bạn nằm trong tay bạn. Mọi điều bạn nghĩ và mọi điều bạn cảm nhận sẽ quyết định cuộc sống của bạn. Mọi thứ trong cuộc đời đều được bày trước mắt để bạn chọn ra những gì mình yêu thích. Cuộc sống giống như một cuốn catalog và bạn chính là người chọn ra những điều mình yêu thích trong cuốn catalog đó. Nhưng liệu bạn đang chọn những điều mình thích hay vẫn đang quá bận rộn phán xét và dán nhãn đặt tên cho những điều tồi tệ? Nếu cuộc sống hiện tại của bạn đang không được tốt, thì hẳn là bạn đang vô tình sa đà vào việc đặt tên cho những điều tồi tệ. Bạn đang cho phép những điều tồi tệ khiến bạn phân tâm khỏi mục đích của đời mình. Vì mục đích đời bạn là yêu thương, mục đích đời bạn là niềm vui, mục đích đời bạn là chọn lấy những điều bạn yêu thích và quay lưng với những điều không mong muốn để không chọn phải chúng. Hãy chọn điều bạn thích. Khi bạn trông thấy chiếc xe mình mơ ước đang lướt qua trên phố, đó là cuộc sống đang trưng bày chiếc xe ra trước bạn. Cảm giác của bạn khi thấy chiếc xe mình mơ ước là cốt yếu. Bởi nếu bạn không chọn gì khác ngoài tình yêu đối với chiếc xe ấy, nghĩa là bạn đang mang nó đến với đời mình. Nhưng nếu bạn cảm thấy ghen tị hoặc bất mãn vì người khác đang đi chiếc xe bạn yêu thích, là bạn đang tự tách mình ra khỏi chiếc xe đó. Cuộc sống bày cho bạn chiếc xe để bạn có thể chọn lấy nó. Và bạn chọn nó nhờ yêu thương. Bạn có thấy việc người khác có được những thứ bạn không có, hóa ra cũng chẳng vấn đề gì? Cuộc sống đang bày ra cho bạn những điều ấy, và nếu bạn yêu thương chúng, bạn đang mang chúng đến với bạn. Khi bạn thấy một cặp đôi đang yêu nhau say đắm, trong khi bạn đang cực kỳ ao ước có được người bạn đời, thì đó là lúc cuộc sống đang cho bạn thấy cặp đôi hạnh phúc ấy để bạn lựa chọn. Nhưng nếu bạn cảm thấy buồn bã hay cô đơn khi thấy cặp đôi hạnh phúc, bạn sẽ chỉ cho đi những tiêu cực, đồng nghĩa với việc bạn đang nói rằng: tôi muốn buồn bã và cô đơn. Bạn phải cho đi tình yêu đối với những gì bạn mong muốn. Nếu bạn bị thừa cân và khi đi trên đường bạn bắt gặp một cô gái với thân hình hoàn hảo đi ngang qua, bạn cảm thấy thế nào? Cuộc sống đang cho bạn thấy một cơ thể hoàn hảo để bạn lựa chọn. Và khi đó, nếu bạn thấy tồi tệ vì mình không có được một cơ thể như thế, thì đó là bạn đang truyền đi thông điệp rằng: tôi không muốn có một cơ thể như thế, tôi muốn cơ thể thừa cân hiện tại. Nếu bạn đang phải vật lộn với bệnh tật mà giữa lúc đó quanh bạn toàn những người khỏe mạnh, bạn sẽ thấy thế nào? Cuộc sống đang cho bạn thấy những con người khỏe mạnh để bạn chọn điều đó. Vậy nên, khi bạn thấy yêu thương đối với sự khỏe mạnh quanh mình, thay vì buồn bã vì bệnh tật của bản thân, là bạn đang chọn khỏe mạnh cho chính bản thân mình. Khi bạn cảm thấy tốt đẹp về bất kỳ điều gì người khác có, là bạn đang mang điều đó đến với mình. Khi bạn cảm thấy tốt đẹp về thành công của người khác, hạnh phúc của người khác hoặc tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, là bạn đang mang những điều ấy đến với bản thân mình. Nếu bạn gặp một người nào đó với những phẩm chất mình ao ước, hãy yêu những phẩm chất đó và cho đi những cảm nhận tốt đẹp về những phẩm chất đó của họ, và bạn sẽ mang những phẩm chất đó đến với bản thân mình. Nếu ai đó thông minh, xinh đẹp hay tài năng, hãy yêu lấy những phẩm chất đó và bạn sẽ chọn lấy những phẩm chất đó cho mình. Nếu bạn muốn có con và bạn đã cố gắng rất lâu, hãy cho yêu thương và cảm thấy tốt đẹp mỗi khi bạn thấy một gia đình hạnh phúc với con cái đủ đầy. Nếu bạn thấy tuyệt vọng khi thấy những đứa trẻ chỉ bởi vì bạn không có con, thì đó là bạn đang khước từ và xua đuổi trẻ con ra khỏi bạn. Cuộc sống đang cho bạn thấy những đứa trẻ. Vậy nên mỗi khi bạn thấy những đứa trẻ, hãy chọn lựa yêu thương. Khi bạn chơi thể thao và người khác giành chiến thắng, khi đồng nghiệp nói với bạn rằng họ vừa được tăng lương, khi ai đó bảo họ vừa trúng xổ số, khi một người bạn bảo rằng chồng cô vừa tặng một món quà bất ngờ vào tuần trước, hoặc họ đã mua một căn nhà mới tuyệt đẹp, hoặc con họ vừa mới giành được học bổng, thì bạn nên cảm thấy phấn khởi như họ vậy. Bạn nên cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc như thể những điều này xảy ra với bạn vậy. Bởi làm thế là bạn đang gật đầu mời gọi những điều tốt lành đó, đồng thời gửi tình yêu của bạn vào đó, và bạn đang mang chúng đến với mình. Khi nhìn thấy chiếc xe mình hằng mơ ước, một cặp đôi hạnh phúc, một cơ thể hoàn hảo, trẻ con, những phẩm chất tuyệt vời nơi một người, hoặc bất cứ điều gì bạn mong muốn, thì nghĩa là bạn đang ở cùng tần số với những điều ấy. Hãy phấn khởi lên vì sự phấn khởi của bạn đang chọn lấy những điều tốt đẹp đó.
Mọi thứ trong cuộc sống đều được bày trước mắt để bạn chọn xem mình yêu gì và không yêu điều gì. Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể mang lại những điều bạn mong muốn. Cuốn catalog cuộc sống còn chứa đựng rất nhiều những thứ bạn không yêu thích, nên đừng chọn chúng bằng việc cho đi những cảm xúc tiêu cực. Khi phán xét người khác hay nghĩ rằng họ thật xấu xa, bạn sẽ mang tiêu cực cho chính mình. Bạn cảm thấy ganh ghét hay đố kỵ với điều người khác có, bạn cũng đang mang lại tiêu cực cho bản thân, đồng thời đẩy những điều bạn muốn ra xa bằng một lực rất mạnh. Chỉ tình yêu mới mang cho bạn những gì bạn mong muốn. Phép màu luôn xảy đến với những người thật sự yêu thương, càng cho đi nhiều, càng nhận về nhiều. Chỉ bạn và lực hấp dẫn. Có một công thức đơn giản mà bạn có thể vận dụng cho lực hấp dẫn. Nó sẽ có lợi cho bạn trước mọi người, mọi tình huống và hoàn cảnh. Theo luật hấp dẫn, trên thế giới này chỉ có một người, chính là bạn. Luật hấp dẫn không hề quan tâm đến những người khác hay những sự vật khác, chỉ có duy nhất một mình bạn, bởi luật hấp dẫn phản hồi lại những cảm xúc của bạn. Chỉ những gì bạn cho đi mới quan trọng, với những người khác cũng vậy. Thế nên, suy cho cùng, luật hấp dẫn chính là quy luật về bạn. Chỉ có bạn mà thôi, không hề có ai khác. Đối với luật hấp dẫn, người này là bạn, người kia cũng là bạn, tất cả những người khác cũng là bạn. Bởi vì bất kể bạn cảm nhận về người khác thế nào, bạn cũng đang mang những cảm nhận đó đến cho chính mình. Bạn cảm thấy thế nào về người khác? Bạn nghĩ hoặc nói gì về người khác? Bạn làm điều gì với người khác? Thì đều là những điều bạn đang hành xử với chính mình, đưa ra phán xét hoặc chỉ trích. Và bạn trao điều đó cho chính mình, trao gửi yêu thương và trân trọng cho ai, điều gì, nghĩa là bạn đang yêu thương và trân trọng chính bản thân mình. Chẳng có ai khác đối với luật hấp dẫn, nên chẳng có gì khác đi khi ai đó có được điều bạn muốn. Khi bạn cảm nhận tình yêu với điều đó là bạn đang mang điều đó vào đời mình. Còn với mọi điều bạn không thích, chỉ cần làm ngơ mà không một lời phán xét, bạn sẽ loại nó khỏi đời mình. Chỉ nói có với luật hấp dẫn. Hãy bỏ qua những gì bạn không thích và đừng cảm nhận gì về chúng cả. Đừng nói không với những gì bạn không thích, bởi nói không cũng mang chúng đến với đời bạn. Khi nói không với những gì không thích là bạn đang có cảm nhận không tốt về chúng và bạn sẽ nhận lại những cảm nhận ấy dưới dạng các tiêu cực trong cuộc đời mình. Bạn không thể nói không với bất cứ thứ gì, vì khi nói không, tôi không muốn điều đó, thì có nghĩa là bạn đang nói có với luật hấp dẫn. Khi nói những câu như giao thông tệ quá, dịch vụ kém quá, họ lúc nào cũng trễ, ở đây ồn quá, người tài xế đó đúng là có vấn đề, tôi phải đợi quá lâu rồi, thì đó là lúc bạn đang đưa ra câu trả lời có cho những điều này và bạn đang gom ngày một nhiều những điều tệ hại vào đời mình. Hãy bỏ qua những gì bạn không thích và đừng cảm nhận gì về chúng, bởi dù chúng có tồn tại thì cũng chẳng sao một khi chúng chẳng có chỗ trong đời bạn. Không nhìn điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu. Thay vào đó, hãy nói có khi bạn thấy những điều mình yêu thích, nói có khi bạn nghe thấy những gì mình yêu thích, nói có khi bạn nếm những gì mình yêu thích, nói có khi bạn ngửi thấy những gì mình yêu thích, nói có khi bạn chạm vào những gì mình yêu thích. Không quan trọng bạn có nó hay không, cứ nói có với nó, vì khi đó bạn đang chọn lấy nó bằng cách trao yêu thương. Không hề có giới hạn và mọi thứ đều có thể nếu bạn thật sự muốn có, nếu bạn thật sự khao khát nó. Vũ trụ này đâu đâu cũng có đủ. Khi người ta thấy họ đang thiếu thốn điều gì đó, đơn giản là họ đang thiếu tình yêu. Không hề có sự thiếu thốn về sức khỏe, tiền bạc, nguồn lực hay hạnh phúc. Cung luôn luôn bằng cầu. Hãy cho đi tình yêu và bạn sẽ được nhận lại. Cuộc sống của bạn, câu chuyện của bạn. Bạn đang tạo ra câu chuyện cuộc đời mình. Vậy bạn đang kể câu chuyện về chính mình như thế nào? Bạn có tin là có những thứ mình không thể làm được? Đó có phải là câu chuyện bạn đang kể về mình hay không? Câu chuyện đó là không đúng. Đừng nghe ai bảo rằng bạn thua kém bất kỳ một ai đó. Đừng nghe ai bảo rằng bạn bị giới hạn ở một mặt này, mặt nọ. Đừng nghe ai bảo rằng bạn không thể làm điều gì mình thích và kiếm sống từ đó. Đừng nghe ai bảo rằng bạn không có giá trị và không đáng kính như những bậc vĩ nhân. Đừng nghe ai nói rằng hiện bạn chưa đủ giỏi và còn phải chứng tỏ bản thân trong cuộc sống. Đừng nghe ai bảo bạn không thể có được điều mình muốn hoặc làm điều bạn muốn hay trở thành người như mình muốn. Nếu bạn tin vào những điều này, bạn đã tự giới hạn chính mình. Nhưng quan trọng hơn là
những điều ấy không đúng. Chẳng có bất kỳ một thứ gì quá tốt đến mức bạn không xứng hoặc đến mức không thể trở thành hiện thực. Sức mạnh tình yêu phát biểu rằng những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận lại, chứ có nói bạn không đủ tốt đâu. Sức mạnh tình yêu phát biểu rằng hãy trao yêu thương cho con người mà bạn muốn trở thành, cho những việc bạn muốn làm hay cho những điều bạn muốn có, chứ có nói bạn không đủ tốt đâu. Con người bạn rất đáng quý và đáng trân trọng. Bạn đã tốt rồi. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm điều gì đó không đúng, hãy hiểu rằng sự nhận ra và chấp nhận điều đó chính là sự tha thứ đối với luật hấp dẫn. Thế giới thực. Lúc sơ khởi, chỉ tồn tại những khả năng vũ trụ chỉ hiện hữu khi ai đó quan sát nó. Ngay cả khi lượng người quan sát tăng lên vài tỷ năm sau đó, vũ trụ vẫn chỉ hiện hữu khi ta nhận thấy nó mà thôi. Tôi muốn đưa bạn đến hậu trường của thế giới mà bạn đang nhìn thấy, vì phần nhiều những gì bạn nhìn thấy lại không thực tồn như bạn nghĩ. Vài bước phiêu lưu vào thế giới vô hình là bạn sẽ thay đổi cách nhìn về thế giới hiện tại. Điều này sẽ giải phóng bạn để bạn sống cuộc đời không giới hạn. Phần lớn những gì bạn tin tưởng về thế giới này đều không đúng. Bạn vượt xa những gì bạn có thể nhận thấy. Cuộc sống và vũ trụ vượt xa những gì bạn có thể nhận thấy. Bạn có thể cho rằng các sự vật trên thế giới sẽ có một số lượng giới hạn nào đó. Bạn có thể nghĩ rằng tiền bạc, sức khỏe hay nguồn lực là có giới hạn. Nhưng điều này không đúng. Thế giới không thiếu bất cứ thứ gì cả. Vật lý học lượng tử đã cho ta biết rằng có vô vàn trái đất và vô vàn vũ trụ hiện hữu song song, và chúng ta di chuyển từ thực tại này đến thực tại khác qua mọi khoảnh khắc. Đó là thế giới thật được khoa học chỉ ra. Trong vũ trụ của mình, chúng ta sống trong tần số tương ứng với thực tại vật lý, nhưng có vô số thực tại song song cùng tồn tại trong một khoảng không gian, dù ta không thể nhìn thấy chúng. Bạn có thể cho rằng thời gian rất có hạn trong thế giới thực, vì thế bạn sống hối hả để theo kịp thời gian. Nhưng nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein đã nói rằng thời gian chỉ là ảo giác. Sự phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai thật ra chỉ là một ảo giác kéo dài, dai dẳng. Bạn có thể cho rằng thế giới được tạo ra từ những vật thể hữu cơ và vật thể vô cơ. Nhưng trong vũ trụ, mọi thứ đều đang hoạt động và không gì là không hoạt động cả. Các vì sao, mặt trời, các hành tinh, trái đất, không khí, nước, lửa và tất cả những gì bạn thấy đều bừng bừng sức sống. Đây mới chính là thế giới thật. Thực vật cũng có giác quan để cảm nhận yêu thương và phản hồi lại, nhưng chúng không phản hồi hay thể hiện niềm vui của mình theo cách chúng ta có thể hiểu. Bạn có thể tin rằng thế giới thật là tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy, và những gì bạn không nhìn thấy là không thực. Tuy nhiên, những màu sắc mà bạn nhìn thấy khi nhìn vào một vật nào đó không phải là màu sắc thật. Mỗi sự vật đều hấp thu tất cả màu sắc nó có và phản chiếu lại màu nó không có. Đó là màu bạn nhìn thấy. Thế nên, bầu trời thực sự có mọi màu sắc trừ màu xanh. Có rất nhiều âm thanh bạn không thể nghe được vì tần số của nó vượt quá ngưỡng nghe được của bạn. Nhưng chúng vẫn có thật. Bạn không thể nhìn thấy tia cực tím hay tia hồng ngoại bởi vì tần số của chúng vượt qua ngưỡng mắt bạn có thể thấy, nhưng chúng đều có thật. Nếu bạn tưởng tượng mọi tần số ánh sáng đã được biết to như thể ngọn núi Everest, thì những gì bạn có thể nhìn thấy còn bé hơn quả bóng golf. Bạn có thể tin rằng thế giới thực được làm từ tất cả vật rắn mà bạn có thể thấy và chạm vào, nhưng thực chất không có gì là rắn chắc. Chiếc ghế bạn đang ngồi lúc này là một khối năng lượng vận động liên tục và hầu hết là các khoảng không. Vậy, chiếc ghế bạn đang ngồi rắn chắc đến mức nào? Người khôn ngoan nhận ra rằng thế giới chẳng là gì ngoài một ảo ảnh, nên không hành động như thể thế giới đó là thật. Nhờ đó, người ấy thoát khỏi sự đau khổ. Bạn có thể tin rằng trí tưởng tượng của mình chỉ là những suy nghĩ và ước mơ, không hề có một sức mạnh nào trong thế giới thực. Tuy nhiên, một trong những thách thức đối với các nhà khoa học trong quá trình chứng minh một điều gì đó có thật hay không chính là phải loại bỏ những niềm tin của họ ra khỏi những thí nghiệm khoa học. Vì những niềm tin hay trí tưởng tượng của họ về kết quả thí nghiệm có tác động đến kết quả của thí nghiệm. Đó chính là sức mạnh của trí tưởng tượng và niềm tin. Cũng như niềm tin của các nhà khoa học tác động đến kết quả thí nghiệm, niềm tin của bạn cũng tác động đến cuộc đời bạn. Những niềm tin của bạn, dù đúng hay không, cũng định hình thế giới của bạn. Những điều bạn tưởng tượng và cảm nhận là đúng, tạo nên đời bạn. Vì đó là những gì bạn đang cho đi trong luật hấp dẫn, và đó cũng là điều sẽ được trả lại bạn. Sự tưởng tượng của bạn còn thật hơn thế giới.
mà bạn đang nhìn thấy, bởi vì thế giới bạn đang thấy vốn đến từ những gì bạn tưởng tượng và tin. Những điều bạn tin tưởng và cảm nhận là đúng sẽ định hình cuộc đời bạn. Nếu bạn tin rằng mình không thể có được cuộc sống hằng mơ ước, luật hấp dẫn sẽ phải làm theo những gì bạn nói và đó sẽ là thế giới thật của bạn. Tin vào những gì có thể nhìn thấy và chạm vào không phải là niềm tin, nhưng tin vào những gì không nhìn thấy mới thật là sự thắng lợi và phúc lành. Câu chuyện về sự giới hạn đã được truyền từ đời này sang đời khác xuyên suốt lịch sử nhân loại, nhưng giờ đã đến lúc kể câu chuyện thật. Câu chuyện thật. Câu chuyện thật là bạn là một thực thể không có giới hạn. Câu chuyện thật là thế giới này và vũ trụ này không có giới hạn. Có những thế giới và những khả năng mà bạn không thể nhìn thấy được, nhưng tất cả chúng đều đang tồn tại. Bạn phải bắt đầu kể một câu chuyện khác. Bạn phải bắt đầu kể câu chuyện về cuộc sống kỳ diệu của mình. Vì bất luận bạn kể câu chuyện gì, tốt đẹp hay không, luật hấp dẫn cũng sẽ đảm bảo bạn nhận được đúng y như vậy. Và đó sẽ là câu chuyện của đời bạn. Hãy hình dung và cảm nhận những điều bạn muốn, và đó sẽ là những điều bạn nhận được trong đời. Hãy cho đi càng nhiều yêu thương càng tốt. Hãy cảm nhận càng tuyệt vời càng tốt. Và lực hút của tình yêu sẽ mang đến cho bạn những con người, khung cảnh và sự kiện bạn yêu thích. Bạn có thể trở thành bất kỳ ai, làm bất cứ điều gì, có được bất cứ điều gì bạn mong muốn. Bạn yêu thích gì? Bạn mong muốn gì? Hãy bỏ qua mọi điều không muốn trong cuộc đời bạn và chỉ giữ lại những gì bạn yêu thích. Nếu bạn cứ nhớ về những điều tiêu cực trong quá khứ và cứ thêm chúng vào trong câu chuyện của bạn mỗi khi nhớ lại, chúng sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời bạn ngay bây giờ. Hãy bỏ qua những gì bạn không thích thời thơ ấu, chỉ giữ lại những gì mình yêu. Hãy bỏ qua những gì bạn không yêu trong tuổi vị thành niên và khi đã trưởng thành, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp. Bạn hãy chỉ giữ lại những gì tốt đẹp trong toàn bộ đời mình. Mọi điều tiêu cực trong quá khứ đã qua đi, đã chấm dứt. Bạn không còn là con người như trước đây nữa. Vậy tại sao bạn cứ phải giữ chúng trong câu chuyện của bạn để rồi cảm thấy tồi tệ? Bạn không cần phải đào xới những điều tồi tệ trong quá khứ. Đừng để chúng xen vào câu chuyện của bạn nữa. Một sức mạnh to lớn, vĩnh hằng và khó hiểu thúc đẩy tất cả chúng ta tiến về phía trước. Nhưng trong khi tất cả đều được đẩy tới, nhiều người còn lần lửa và ngoảnh lại phía sau. Một cách vô thức, họ đang kháng cự lại sức mạnh ấy. Nếu bạn cứ mãi kể câu chuyện trong đó mình là nạn nhân, thì điều đó sẽ lặp đi lặp lại trong đời bạn. Nếu bạn cứ mãi kể câu chuyện mình không thông minh như người khác, hay không hấp dẫn như người khác, hay không tài năng như người khác, thì bạn sẽ luôn luôn đúng, bởi chúng sẽ trở thành bức tranh cuộc đời bạn. Khi lấp đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu, bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác tội lỗi, oán hận hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác cũng sẽ rời bỏ bạn. Và rồi bạn sẽ bắt đầu kể câu chuyện tuyệt vời nhất mà bạn từng kể. Sức mạnh của tình yêu sẽ thắp sáng đời bạn bằng những hình ảnh về một cuộc sống thật sự phi thường. Tình yêu là sức mạnh lớn nhất trên trái đất. Tình yêu chinh phục tất cả. Châm ngôn sức mạnh. Mọi thứ trong đời đều được bày trước mắt để bạn chọn ra những gì mình yêu thích. Nếu ai đó có được thứ bạn muốn, hãy hào hứng như chính mình vừa có được nó. Khi cảm thấy yêu thích điều đó, bạn đang mang điều tương tự đến với mình. Khi nhìn thấy những điều mình muốn, là bạn đang ở cùng tần số với những điều ấy. Cuốn catalog cuộc sống còn chứa đựng rất nhiều thứ bạn không yêu thích, nên đừng chọn chúng bằng việc cho đi những cảm xúc tiêu cực. Hãy bỏ qua những gì bạn không thích và đừng cảm nhận gì về chúng cả. Thay vào đó, hãy nói có khi bạn thấy những điều mình yêu thích. Luật hấp dẫn phản hồi là những cảm xúc của bạn. Chỉ những gì bạn cho đi mới quan trọng. Luật hấp dẫn là quy luật về bạn. Đưa ra phán xét hoặc chỉ trích là bạn đang trao điều đó cho chính mình. Trao gửi yêu thương và trân trọng cho ai điều gì là bạn cũng trao điều đó cho bản thân. Khi ai đó thấy mình đang thiếu thốn điều gì, đơn giản là họ đang thiếu vắng tình yêu. Bạn đã tốt rồi. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm điều gì đó không đúng, hãy biết rằng sự nhận ra và chấp nhận điều đó chính là sự tha thứ đối với luật hấp dẫn. Những niềm tin của bạn, dù đúng hay không, sẽ định hình thế giới của bạn. Sự tưởng tượng của bạn còn thật hơn cả thế giới mà bạn đang nhìn thấy. Bởi vì thế giới bạn đang thấy vốn đến từ những gì bạn tưởng tượng và tin. Những điều bạn tin tưởng và cảm nhận là đúng sẽ định hình đời bạn. Bất luận bạn kể câu chuyện gì, tốt đẹp hay không, luật hấp dẫn sẽ đảm bảo bạn nhận được đúng y như vậy và đó sẽ là câu chuyện của đời bạn.
Vậy hãy bắt đầu kể câu chuyện về cuộc sống kỳ diệu của mình và luật hấp dẫn đảm bảo bạn sẽ nhận được cuộc sống đó.